Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bất ngờ ập đến. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Tuổi Ất Tỵ sinh 1965, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, số hưởng lộc tổ tiên, gặp thời phất lên như diều gặp gió, đổi đời giàu có cực mạnh. Quý khán giả thân mến, trong xã hội hiện đại, lòng ghen tị hay đố kỵ dường như đã trở thành một bản năng tự nhiên. Người xưa có câu, giàu thì ghét, đói rét thì khinh, thông minh thì tìm cách tiêu diệt. Điều này phản ánh rõ bản chất con người dễ dàng sinh lòng đố kỵ với những ai giàu hơn, giỏi hơn, nổi bật hơn mình. Thực tế, dù bạn sống tốt, không gây hiềm khích, vẫn khó tránh khỏi ánh mắt ghen ghét của người khác. Đôi khi, ngay cả người thân quen cũng không ngoại lệ, sự đố kỵ có thể khiến họ quay lưng, thậm chí tổn hại bạn chỉ vì những điều họ thiếu mà bạn có. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là cố ngăn cản sự ghen tị, mà là cách chúng ta đối diện. Hãy hiểu rằng, khi ai đó ghen ghét bạn, điều đó chứng tỏ bạn đã đạt được điều mà họ ao ước. Thay vì tức giận, hãy thương cảm, vì lòng đố kỵ là biểu hiện của sự yếu kém và bất an. Đừng để những lời nói hay hành động tiêu cực của họ ảnh hưởng tới cuộc sống. Bạn không thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng bạn có quyền giữ vững tâm thế, bảo vệ giá trị và ước mơ của mình. Hãy luôn nhớ rằng bạn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Khi đối mặt với những lời đàm tiếu hay tổn thương từ lòng đố kỵ, hãy đứng vững và vươn xa hơn. Đừng để những điều tiêu cực kéo bạn xuống, mà hãy biến chúng thành động lực để thành công. Vì chỉ khi bạn vượt lên và sống mạnh mẽ, những người từng ghen ghét bạn mới nhận ra rằng mọi sự đố kỵ của họ chẳng thể làm lung lay con người bạn. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, thuộc mệnh Hỏa, sở hữu một tính cách mạnh mẽ, thông minh và tinh tế. Trong họ là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ sắc bén và khả năng ứng biến linh hoạt, giúp họ luôn nhìn thấu được cơ hội và nguy cơ trong cuộc sống. Từ đó, họ biết cách tận dụng thời cơ và tránh được những rủi ro không đáng có. Họ là những người luôn tìm tòi sáng tạo, không ngừng tìm kiếm các giải pháp để hoàn thiện mọi khía cạnh của cuộc sống. Với trí tuệ vượt trội, người tuổi Ất Tỵ còn khéo léo trong giao tiếp, biết cách tạo dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp. Họ luôn giữ thái độ lịch thiệp và hòa nhã, nhờ đó thường được mọi người yêu quý, tin tưởng. Không chỉ vậy, họ còn có khiếu thẩm mỹ cao, yêu thích cái đẹp và luôn hướng đến sự hoàn hảo. Những giá trị này giúp họ đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, trở thành người mang lại cảm giác tin cậy và an tâm cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Tính cẩn thận và tỉ mỉ cũng là điểm mạnh nổi bật của họ. Trước khi hành động, họ luôn suy nghĩ thấu đáo, lên kế hoạch chi tiết và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Chính sự chu đáo và nghiêm túc này giúp họ đạt được hiệu quả cao trong công việc và hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, chỉnh chu. Đặc biệt, họ không bao giờ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, vì họ hiểu rằng chính những điều đó tạo nên sự khác biệt và thành công bền vững. Người tuổi Ất Tỵ là biểu tượng của sự kiên cường và độc lập. Họ không thích dựa dẫm vào người khác mà tự mình vượt qua khó khăn. Sự nhẫn nại giúp họ không dễ dàng bị khuất phục, bất kể hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm cao là phẩm chất đáng quý. Trong gia đình, họ là người bảo vệ, yêu thương người thân. Còn trong công việc, họ là những cá nhân hoặc lãnh đạo đáng tin cậy, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ với chất lượng tốt nhất.
Điều đặc biệt ở người tuổi Ất Tỵ là khả năng nhìn xa trông rộng và tính toán thông minh. Họ luôn suy nghĩ về tương lai, xây dựng kế hoạch dài hạn và đưa ra quyết định dựa trên sự phân tích thấu đáo. Họ ít để cảm xúc chi phối, luôn giữ được sự bình tĩnh và bản lĩnh. Tuy nhiên, đôi khi sự cứng rắn này có thể khiến họ cảm thấy cô đơn hoặc khó chia sẻ cảm xúc thật sự với người khác. Dẫu vậy, họ vẫn luôn tìm cách vượt qua và giữ vững sự ổn định. Một điểm mạnh khác của họ là sự linh hoạt và khả năng thích ứng với thay đổi. Dù đối mặt với bất kỳ thử thách nào, họ vẫn biết cách điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh, từ đó tiến bước vững chắc hơn. Điều này giúp họ không chỉ duy trì sự ổn định mà còn phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực. Thời điểm hiện tại, trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ có thể đón nhận nhiều cơ hội để thay đổi vận mệnh. Đây là thời gian để họ tận dụng những nỗ lực và quyết tâm trong thời gian qua. Tài lộc sẽ trở nên dồi dào, mang lại những điều may mắn và thành công bất ngờ. Sự kiên trì của họ chính là yếu tố quyết định, giúp họ gặt hái được những kết quả đáng mong đợi. Thời khắc này, nếu họ hành động với sự mạnh mẽ, tự tin và khôn ngoan, mọi kế hoạch lớn lao sẽ có cơ hội được hiện thực hóa. Nhìn chung, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 là những người thông minh, độc lập, kiên cường và đầy trách nhiệm. Họ luôn hướng đến sự hoàn hảo, cân bằng và ý nghĩa trong cuộc sống. Đây là lúc để họ tiến xa hơn, đạt được mục tiêu và tận hưởng những trái ngọt sau bao ngày tháng nỗ lực không ngừng. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 sẽ đón nhận một thời kỳ vô cùng thuận lợi và may mắn. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Đế Dượng, công việc và sự nghiệp của bạn sẽ có những bước phát triển rực rỡ. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn khẳng định giá trị bản thân và tạo dựng dấu ấn mạnh mẽ trong mắt cấp trên. Những cơ hội thăng tiến sẽ đến với bạn một cách tự nhiên, đặc biệt khi bạn không ngừng nỗ lực và thể hiện tinh thần cầu tiến trong công việc. Bản thân bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự đánh giá cao và tin tưởng từ những người có quyền lực, giúp bạn có thể đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Công sức bền bỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Mặc dù có những thử thách và khó khăn đã tồn tại từ trước, nhưng giờ đây, nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi vấn đề, mâu thuẫn hay khúc mắc trong công việc sẽ được tháo gỡ. Những khó khăn tưởng chừng không thể giải quyết sẽ mở ra những cơ hội mới, tạo ra những con đường tươi sáng hơn cho bạn. Sự hỗ trợ từ quý nhân không chỉ giúp bạn giải quyết vấn đề mà còn nâng cao tinh thần và giúp bạn vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Về phương diện tinh thần, người tuổi Ất Tỵ sẽ cảm nhận một sức mạnh nội tâm vững vàng. Với tính cách chính trực, kiên định và quyết đoán, bạn sẽ không ngần ngại đối mặt với mọi thử thách. Chính sự quyết tâm và sự dũng cảm trong việc đối diện với khó khăn là yếu tố quan trọng giúp bạn vượt qua mọi chướng ngại một cách xuất sắc. Sự chủ động và bản lĩnh của bạn trong công việc sẽ giúp bạn ngày càng khẳng định năng lực và tạo dựng được uy tín vững chắc. Đặc biệt, gia đình sẽ là nơi đem lại cho bạn sự bình yên và hạnh phúc trong giai đoạn này. Những khoảnh khắc quý giá bên người thân yêu sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bạn thêm vững bước trên con đường sự nghiệp. Gia đình chính là điểm tựa vững vàng, mang đến sự an yên trong tâm hồn và niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống. Họ là nguồn động viên giúp bạn vượt qua những thăng trầm và luôn giữ vững được tinh thần lạc quan. Về sức khỏe, thời gian này sẽ mang đến cho bạn nguồn năng lượng dồi dào, giúp cơ thể phục hồi mạnh mẽ. Tinh thần lạc quan, tích cực chính là chìa khóa quan trọng giúp bạn cải thiện sức khỏe, đặc biệt là những bệnh tật mãn tính cũng có dấu hiệu thuyên giảm. Sức khỏe của bạn sẽ dần ổn định nhờ vào một tinh thần vững vàng và một tâm lý tích cực. Những bệnh tật cấp tính sẽ ít xuất hiện và bạn sẽ cảm nhận rõ sự cải thiện về thể chất và tinh thần. Nhìn chung, đây là thời điểm rất thuận lợi và may mắn cho người tuổi Ất Tỵ. Sự nghiệp sẽ có những bước tiến đột phá, sức khỏe được cải thiện nhờ vào tinh thần lạc quan và gia đình là nguồn động viên lớn lao. Đây chính là thời gian lý tưởng để bạn thể hiện hết khả năng, đồng thời tận hưởng những thành quả xứng đáng mà mình đã dày công xây dựng. Hãy nắm bắt cơ hội và tiếp tục những bước trên con đường phía trước, bạn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ. Quý khán giả thân mến, tiếp đến là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng phương diện trong cuộc sống của con giáp tuổi Ất Tỵ sinh 1965, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về công danh và sự nghiệp. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024,
vận mệnh công danh và sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ đang chứng kiến một thời điểm đầy khởi sắc và hứa hẹn những cơ hội lớn. Những nỗ lực, sự kiên trì và công sức bạn đã bỏ ra suốt thời gian qua sẽ dần được đền đáp. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Đế Dượng, bạn sẽ gặp phải thời kỳ thuận lợi để phát triển vượt bậc trong công việc và sự nghiệp gần hơn bao giờ hết với những mục tiêu, dự định mà bạn đã ấp ủ. Đây chính là thời điểm mà bạn có thể tạo dựng những thành quả đáng tự hào với những bước tiến mạnh mẽ và đầy tự tin. Trong những ngày tới, người tuổi Ất Tỵ sẽ thể hiện rõ sự mạnh mẽ, quyết đoán và khả năng lãnh đạo xuất sắc. Tính cách cứng rắn và đôi khi có phần kiêu ngạo của bạn sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách trong công việc và thăng tiến vượt bậc. Dù trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, bạn vẫn sẽ là người nổi bật nhờ sự tự tin vào bản thân, sự quyết tâm và khả năng làm chủ mọi tình huống. Bạn có thể sẽ tham gia vào những cuộc đua tranh giành vị trí cao hơn hay phải đối mặt với những thử thách trong công việc đòi hỏi sự khéo léo, sáng suốt để xử lý mọi vấn đề một cách hiệu quả. Đặc biệt, đối với những người có chức vụ hay quyền lực, thời điểm này sẽ là cơ hội để bạn chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình. Bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và kính phục từ cấp dưới nhờ vào tính cách chính trực, quyết đoán và cách giải quyết vấn đề đầy thông minh. Sự tôn trọng này sẽ là động lực lớn, giúp bạn phát triển bản thân và tập thể một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, bạn cần chú ý đến nhu cầu và đời sống tinh thần của những người xung quanh, tạo điều kiện cho họ phát triển và tạo ra môi trường làm việc đoàn kết. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn tạo dựng được một tập thể vững mạnh mà còn xây dựng được một đế chế sự nghiệp bền vững. Tuy nhiên, trong thời gian này, bạn cũng cần phải cảnh giác với những yếu tố tiêu cực xung quanh. Những kẻ tiểu nhân, có thể là đồng nghiệp thân cận hoặc những người bạn không ngờ tới, có thể sẽ tìm cách tiếp cận bạn để phá hoại những thành quả bạn đã đạt được. Họ có thể tỏ ra thân thiện và dùng lời lẽ ngọt ngào để lấy lòng bạn, nhưng thực chất lại có mục đích riêng. Đây là thời điểm bạn cần phải giữ vững lý trí, đừng để bị lừa gạt hay mờ mắt bởi những lời hứa hẹn đầy cám dỗ. Nếu bạn có thể nhận diện và tránh xa những người này, sự nghiệp của bạn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cuối cùng, đừng quên rằng thời điểm này cũng mang đến cơ hội học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng. Bạn nên tận dụng những cơ hội giao lưu, tham gia khóa học hay các buổi hội thảo để mở rộng mối quan hệ và phát triển nghề nghiệp. Việc học hỏi không chỉ giúp bạn nâng cao giá trị bản thân mà còn giúp bạn trở thành một người lãnh đạo có tầm nhìn xa rộng và khả năng dẫn dắt đội ngũ đến những thành công bền vững. Về tài lộc, tử vi tài lộc trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 của người tuổi Ất Tỵ hứa hẹn sẽ là một giai đoạn vô cùng rực rỡ, mang lại những cơ hội tuyệt vời để gia tăng thu nhập và cải thiện tình hình tài chính. Nhờ vào sự hỗ trợ từ vận khí tài chính tốt đẹp, bạn sẽ gặp nhiều cơ hội thuận lợi trong việc phát triển tài lộc và tìm kiếm những nguồn thu mới. Mọi việc trong công việc, cuộc sống đều có thể được giải quyết một cách thuận lợi nhờ vào sự giúp đỡ từ các mối quan hệ xã hội và tinh thần hợp tác mạnh mẽ từ những người bạn tin tưởng. Người tuổi Ất Tỵ vốn nổi bật với phẩm chất chính trực, luôn giữ hòa khí và đối xử chân thành với mọi người xung quanh. Chính nhờ vào những phẩm chất này, bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp và thu hút sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Những mối quan hệ này không chỉ giúp bạn mở rộng cơ hội trong công việc mà còn tạo ra cơ hội để gia tăng thu nhập. Những người bạn có thể gặp gỡ trong thời gian này sẽ là những đối tác làm ăn uy tín, đáng tin cậy. Họ sẽ là chìa khóa giúp bạn mở rộng cơ hội hợp tác, đem lại lợi ích tài chính lớn. Họ không chỉ giúp đỡ bạn trong công việc mà còn có thể trở thành những người bạn đồng hành trên con đường tài lộc thịnh vượng. Thời gian này cũng là lúc bạn thể hiện khả năng phân tích và hoạch định tài chính xuất sắc của mình. Bạn sẽ biết cách đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt, chọn lựa lĩnh vực kinh doanh đúng đắn và phương án đầu tư hợp lý. Nhờ vào sự nhạy bén và khả năng nắm bắt cơ hội nhanh chóng, bạn sẽ thu hút được những khách hàng tiềm năng và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Những quyết định sáng suốt trong thời điểm này sẽ giúp bạn tạo ra nguồn thu nhập ổn định và bền vững. Đặc biệt, đối với những người làm công ăn lương, kết quả công việc sẽ được cấp trên ghi nhận và bạn có thể nhận được những phần thưởng xứng đáng như tăng lương hay thưởng nóng nhờ vào những đóng góp xuất sắc trong công việc. Tình hình tài chính của bạn sẽ có sự cải thiện rõ rệt, không chỉ từ các khoản thưởng mà còn từ các cơ hội hợp tác giúp bạn thu về lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, mặc dù tài lộc đang phát triển thuận lợi, bạn cũng cần phải chú ý đến việc quản lý tài chính một cách hợp lý.
đừng để những cơ hội tài chính lớn làm bạn mờ mắt và đầu tư vào những lĩnh vực chưa thực sự an toàn. Việc lập kế hoạch chi tiêu hợp lý và đầu tư thông minh sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có và bảo vệ được thành quả tài chính bạn đã xây dựng được. Bên cạnh đó, việc duy trì các mối quan hệ hợp tác cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm tài chính vững chắc. Hãy tỉnh táo trong việc đánh giá và lựa chọn đối tác để tránh những rủi ro tài chính có thể xảy ra. Sức khỏe. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 sẽ chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt trong tình hình sức khỏe của mình, đặc biệt là những ai đang phải đối mặt với những bệnh mãn tính. Những người này sẽ cảm thấy sức sống và năng lượng được phục hồi, cơ thể trở nên tươi mới và tràn đầy sức lực hơn. Đây là một khoảng thời gian mà sự cải thiện về sức khỏe trở nên rõ ràng và cảm nhận được bằng chính cảm giác khỏe khoắn từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, để duy trì trạng thái này lâu dài, bạn cần phải chú trọng đến một chế độ sống khoa học và hợp lý. Vận động là yếu tố quan trọng nhất trong việc duy trì sức khỏe trong thời gian này. Hãy bắt đầu từ những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay các bài thể dục phù hợp với tình trạng cơ thể của bạn. Những bài tập này không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, tăng cường sức đề kháng, mà còn giúp tinh thần thư giãn, giảm bớt căng thẳng. Với những người lớn tuổi, việc duy trì vận động đều đặn là chìa khóa để duy trì sự linh hoạt của các khớp xương và khả năng hoạt động tự do trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, một chế độ dinh dưỡng lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Người tuổi Ất Tỵ cần tránh xa các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn dầu mỡ hay thức ăn nhanh vì chúng có thể ảnh hưởng xấu đến tim mạch và huyết áp. Thay vào đó, hãy bổ sung các thực phẩm tươi ngon, giàu chất xơ, vitamin như rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu omega 3 như cá hồi, hạt chia, dầu ô liu. Những thực phẩm này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe của hệ tiêu hóa mà còn giúp duy trì trái tim khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng. Cuối cùng, giữ gìn tinh thần lạc quan là yếu tố không thể thiếu. Trong những ngày này, một tâm lý vui vẻ, tích cực sẽ giúp bạn cảm nhận rõ rệt được năng lượng dồi dào hơn. Bạn nên tránh những suy nghĩ tiêu cực, lo âu vì chúng sẽ làm cơ thể bạn mệt mỏi và dễ mắc bệnh. Hãy dành thời gian thư giãn, thiền, nghe nhạc hay tìm đến những người thân yêu để trò chuyện, chia sẻ cảm xúc. Một tinh thần thoải mái sẽ là nền tảng giúp bạn duy trì sức khỏe và sự vui vẻ trong cuộc sống. Tình duyên và gia đạo. Về phương diện tình duyên và gia đạo, 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 mang đến cho người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 một giai đoạn ấm áp và đầy yêu thương trong mối quan hệ gia đình. Đây là khoảng thời gian mà tình cảm gia đình trở nên gắn bó hơn bao giờ hết. Nếu bạn đã có gia đình và con cái, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy con cái trưởng thành và thành công trong cuộc sống. Những thành tích mà con cái đạt được sẽ là niềm tự hào lớn, đem lại cho bạn sự mãn nguyện và an tâm trong cuộc sống. Đặc biệt, với những người đã có tuổi, việc nhìn thấy thế hệ sau vươn lên, hạnh phúc và trưởng thành là niềm vui vô cùng lớn lao. Mối quan hệ giữa vợ chồng cũng sẽ trở nên hòa thuận và gắn kết hơn trong giai đoạn này. Những cơ hội chia sẻ, cùng nhau chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên nhau sẽ làm tăng thêm sự hiểu biết và tình cảm giữa hai người. Các cặp đôi sẽ cảm nhận được sự hòa hợp và thân thiết khi cùng nhau chia sẻ những công việc trong gia đình, chăm sóc con cái và tận hưởng những giây phút thư giãn bên nhau. Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, sự lắng nghe, sẽ chia sẻ góp phần tạo nên một cuộc sống gia đình ấm cúng và viên mãn. Đối với những người tuổi Ất Tỵ còn độc thân, tình duyên có thể không có những thay đổi lớn trong thời gian này. Tuy nhiên, đây là thời điểm thích hợp để củng cố các mối quan hệ thân thiết với bạn bè và người thân. Những cuộc gặp gỡ, những buổi trò chuyện ấm cúng sẽ giúp bạn cảm thấy gần gũi hơn với những người xung quanh. Nếu bạn có một mối quan hệ tình cảm trong quá khứ nhưng chưa tiến xa, đây có thể là thời điểm để bạn nhìn nhận lại và xem xét liệu có thể tiếp tục hay không. Đôi khi, hạnh phúc không đến một cách nhanh chóng, mà cần sự chân thành, kiên nhẫn và thời gian để xây dựng và nuôi dưỡng. Tình yêu thương gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc nhất đối với người tuổi Ất Tỵ. Việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình không chỉ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh mà còn tạo ra sự an tâm cho những người xung quanh. Một lối sống lành mạnh, những hoạt động thể dục nhẹ nhàng hay những khoảnh khắc thư giãn sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt, từ đó củng cố tình cảm gia đình. Khi bạn cảm thấy khỏe mạnh và vui vẻ,
bạn sẽ có thể mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho những người thân yêu, tạo nên một không gian gia đình tràn ngập tình yêu thương và sự gắn kết. Thời gian này, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với những người thân yêu. Những khoảnh khắc yên bình, vui vẻ bên nhau sẽ là nguồn động viên lớn, giúp cuộc sống gia đình thêm phần viên mãn và hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 là một thời điểm đầy hứa hẹn đối với người tuổi Ất Tỵ sinh 1965, với những cơ hội lớn trong công việc và tài lộc. Tuy nhiên, sự thay đổi sẽ không diễn ra một cách suôn sẻ mà đòi hỏi sự kiên trì, sáng suốt và sự quyết đoán từ cô bác tuổi Ất Tỵ. Dưới đây là sự luận giải chi tiết về công việc, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Ất Tỵ sinh 1965, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, được chia thành hai giai đoạn. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 từ mùng 4 đến mùng 8 tháng 11 âm lịch. Công việc và sự nghiệp. Trong giai đoạn từ mùng 4 đến mùng 8 tháng 11 âm lịch, công việc của bạn sẽ trải qua một quãng thời gian ổn định, ít biến động và dễ dàng nhận thấy sự bình yên trong công việc. Không có những thay đổi đột ngột hay thử thách lớn, nhưng cũng không thiếu đi những cơ hội mới. Các mối quan hệ trong công việc của bạn được duy trì tốt đẹp nhờ vào tính kiên nhẫn, tận tâm và chính trực mà bạn đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Chính vì vậy, bạn luôn nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp. Họ ghi nhận sự chăm chỉ, khả năng chịu trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập của bạn. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, bạn cần phải chú ý hơn đến từng chi tiết trong công việc được giao. Đôi khi, một chút thiếu cẩn thận hay thiếu tính toán kỹ lưỡng có thể dẫn đến những vấn đề phát sinh không đáng có. Hãy nhìn nhận đây là cơ hội để bạn thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo trong công việc và khẳng định khả năng làm chủ tình huống. Đây không phải là thời điểm để bạn dễ dàng bỏ qua những tiểu tiết hay để sự lười biếng hay thiếu chủ động ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Tài chính. Về phương diện tài chính, trong khoảng thời gian này, mọi thứ khá ổn định, không có bất ngờ lớn nhưng cũng không gặp khó khăn đáng kể. Các khoản thu nhập từ công việc chính và phụ giúp bạn duy trì sự ổn định trong chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải kiểm soát chi tiêu một cách hợp lý, tránh bị cuốn vào những khoản chi không cần thiết trong giai đoạn này. Nếu bạn có kế hoạch đầu tư nhỏ hay giao dịch tài chính, hãy thận trọng và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Đây không phải là thời điểm tốt để đầu tư vào các cơ hội mạo hiểm, bởi bạn có thể gặp phải sự thiếu chắc chắn và biến động khó lường. Vận may và các mối quan hệ. May mắn trong giai đoạn này có thể nói là khá bình ổn. Tuy không có những cơn sóng lớn, nhưng sự ổn định này lại giúp bạn cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn khi làm việc. Từ đó, bạn có thể tập trung vào việc cải thiện kỹ năng và hoàn thành những dự án chưa xong. Tuy nhiên, một lời nhắc nhở quan trọng dành cho bạn là cần phải cẩn thận với các mối quan hệ trong công việc, bởi có thể sẽ có một số người xung quanh có ý đồ không tốt hoặc có thể khiến bạn bị hiểu lầm. Đừng vội vàng tin vào những lời nói ngọt ngào, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh và tỉnh táo trong mọi quyết định. Cẩn trọng trong giao tiếp sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch. Công việc và sự nghiệp. Bước sang giai đoạn từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch, công việc của bạn sẽ có những thay đổi rõ rệt. Bạn sẽ phải đối mặt với một số thử thách và tình huống không như ý. Những dự án mà bạn đang theo đuổi có thể gặp phải sự cố ngoài ý muốn, hoặc có thể bạn sẽ phải đối diện với những thay đổi đột ngột trong môi trường làm việc. Những thay đổi này có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng, đôi khi là khó chịu, nhưng đây chính là cơ hội để bạn thể hiện sự kiên cường và khả năng xử lý tình huống của mình. Sự tự tin của bạn sẽ bị thử thách trong giai đoạn này, nhưng đừng để những khó khăn làm bạn nản lòng. Hãy nhớ rằng, mọi thành công đều đến từ sự kiên trì và khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Nếu bạn giữ bình tĩnh và làm việc theo đúng kế hoạch đã đặt ra, bạn sẽ vượt qua được tất cả thử thách. Mặc dù có thể mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như bạn mong muốn, nhưng đừng quên rằng thử thách chính là cơ hội để bạn phát triển và trưởng thành hơn. Tài chính. Tài chính trong những ngày này có thể có một chút dao động. Bạn có thể gặp phải những khoản chi tiêu không dự tính trước, đặc biệt là liên quan đến công việc hoặc các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, nếu bạn đã có kế hoạch tài chính hợp lý từ trước, bạn sẽ không gặp phải khó khăn lớn về vấn đề tiền bạc. Bạn vẫn sẽ nhận được một khoản thu nhập ổn định từ công việc chính, nhưng chi tiêu có thể cao hơn so với dự tính ban đầu.
Đây là thời điểm bạn cần phải kiểm soát chi tiêu một cách cẩn thận, tránh để tình hình tài chính trở nên khó khăn nếu không có sự chuẩn bị. Nếu bạn có dự định đầu tư, đây không phải là thời điểm lý tưởng để đưa ra quyết định lớn. Hãy đợi cho mọi thứ ổn định hơn và có sự rõ ràng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến tài chính. Đầu tư trong giai đoạn này có thể không mang lại kết quả tốt và có thể khiến bạn gặp phải rủi ro không đáng có. Vận may và các mối quan hệ. Vận may trong những ngày này có thể xuất hiện dưới dạng những sự cố bất ngờ trong công việc hoặc các xung đột nhỏ trong các mối quan hệ cá nhân. Bạn có thể gặp phải một số kẻ tiểu nhân hay những người có ý định xấu nhằm làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của bạn. Chính vì vậy, trong giai đoạn này, bạn cần phải giữ vững lập trường và đừng để bất kỳ ai có thể tác động đến quyết định của mình. Đây là lúc bạn cần phải cẩn trọng hơn trong giao tiếp và luôn có sự phòng bị trước khi đưa ra các quyết định quan trọng trong công việc hay cuộc sống cá nhân. Lời khuyên chung. Giai đoạn từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch sẽ là một quãng thời gian đầy thử thách nhưng cũng không thiếu cơ hội cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Điều quan trọng là bạn phải luôn duy trì sự kiên nhẫn, linh hoạt và tỉnh táo trong mọi tình huống. Cả công việc và tài chính đều yêu cầu bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn trọng, đồng thời giữ được cái đầu lạnh trong các mối quan hệ cá nhân và công việc. Những khó khăn có thể xuất hiện, nhưng đó là cơ hội để bạn chứng minh sự kiên trì và khả năng vượt qua thử thách của mình. Hãy nhớ rằng, ổn định và thành công không đến từ những bước đi dễ dàng, mà từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khả năng thích ứng với thay đổi. Tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024, một cơ hội vàng cho sự nghiệp và tài lộc. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024 sẽ là một dấu mốc đặc biệt đối với người tuổi Ất Tỵ. Đây là thời điểm mà bạn sẽ nhận được cơ hội lớn trong công việc và sự nghiệp. Những kỹ năng lãnh đạo, khả năng ra quyết định của bạn sẽ được phát huy tối đa, mang đến những kết quả ấn tượng trong mọi lĩnh vực. Bạn sẽ thể hiện được tài năng và sự quyết đoán của mình, không chỉ tại nơi làm việc mà còn trong các hoạt động kinh doanh. Bước sang ngày này, tài lộc của bạn cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể khi những cơ hội bất ngờ xuất hiện trong công việc đầu tư và quản lý tài chính. Dù là trong việc kinh doanh hay các quyết định tài chính cá nhân, bạn đều có thể thu về lợi ích dồi dào. Nhưng điều quan trọng nhất chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào cuộc chơi. Cơ hội sẽ chỉ đến với những ai sẵn sàng nắm bắt. Ngày 12 tháng 11 âm lịch 2024, thăng tiến sự nghiệp, tài lộc tăng trưởng mạnh mẽ. Vào ngày 12 tháng 11, người tuổi Ất Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn trong công việc và sự nghiệp. Đây là thời điểm bạn đạt được một cột mốc quan trọng khi sự nghiệp bước lên một đỉnh cao mới. Khả năng cạnh tranh và khả năng lãnh đạo của bạn sẽ được mọi người công nhận, thậm chí bạn có thể nhận được thăng chức hoặc tăng lương. Ngoài ra, tài chính của bạn cũng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là đối với những ai làm trong lĩnh vực bán hàng hoặc đầu tư. Bạn sẽ có cơ hội thu được một khoản lợi nhuận lớn, nhưng cũng cần lưu ý rằng sự phát triển nhanh chóng trong sự nghiệp có thể đem lại những áp lực không nhỏ. Vì vậy, sự bình tĩnh và lý trí sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua và tiến xa hơn trong tương lai. Ngày 15 tháng 11 âm lịch 2024, cơ hội thịnh vượng và sự phát triển vượt bậc. Ngày 15 tháng 11 sẽ là một ngày tuyệt vời đối với tuổi Ất Tỵ khi sự nghiệp và tài lộc của bạn đạt được những bước tiến vượt bậc. Công việc của bạn sẽ tiến triển như ngựa phi nước đại, hiệu quả công việc được cải thiện đáng kể và bạn sẽ nhận được những kết quả nổi bật trong cả các dự án nhóm lẫn dự án cá nhân. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn làm giàu nhờ sự nỗ lực và trí tuệ của chính mình. Ngoài ra, bạn sẽ gặp được những người quý nhân, những người sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho sự nghiệp của bạn phát triển nhanh chóng. Sự nghiệp thăng tiến, tài chính dồi dào và những bước tiến vững chắc trong các mối quan hệ cá nhân là những điểm sáng trong ngày này. Ngày 27 tháng 11 âm lịch 2024, sự thăng hoa của vận mệnh và tài lộc. Ngày cuối cùng trong tháng 11 là ngày 27 âm lịch, sẽ là một ngày may mắn rực rỡ đối với tuổi Ất Tỵ. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và sự may mắn đến từ những ngôi sao tốt lành chiếu mệnh, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Đây là thời điểm bạn vượt qua khó khăn nhờ vào tài năng và sự kiên trì, chiếm được lòng tin của lãnh đạo và sự tôn trọng của đồng nghiệp. Đồng thời, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, sự nghiệp của bạn sẽ có những bước thăng tiến mạnh mẽ. Về tài chính,
vận may tài lộc sẽ dồi dào, bạn có thể thu được lợi nhuận lớn từ các khoản đầu tư hoặc trong quản lý tài chính. Nếu biết cách nắm bắt cơ hội, bạn có thể kiếm được một khoản tiền không nhỏ và làm đầy túi tiền của mình. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý kiểm soát rủi ro và tránh đầu tư quá mức, bởi sự thịnh vượng sẽ chỉ bền vững nếu bạn giữ vững sự tỉnh táo và thận trọng. Nhân sinh cảm ngộ về phúc đức trong gia đình. Quý khán giả thân mến, phước và nhân của một gia đình có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu trong nhà có một người có phước thì gia đình ấy sẽ được hưởng phúc đức. Phật dạy rằng một gia đình có thể tích lũy phúc báo qua ba yếu tố quan trọng. Đó là những phẩm hạnh giúp gia đình thịnh vượng và con cháu tài giỏi, thành đạt. Cụ thể là lòng tốt, hiếu thảo và đức hạnh. Những yếu tố này như ba cột trụ vững chắc nâng đỡ gia đình, tạo nên sự bình an, hạnh phúc và may mắn. Một là lòng tốt, trí tuệ và phúc đức trong gia đình. Lòng tốt không chỉ là một tính cách, mà là biểu hiện của trí tuệ và sự hiểu biết sâu sắc về giá trị nhân sinh. Khi mỗi thành viên trong gia đình biết sống nhân ái, làm việc thiện, thì gia đình ấy sẽ có phúc báo tự nhiên, không cần phải cầu xin. Lòng tốt là nền tảng của sự thịnh vượng, bởi những hành động tốt không chỉ mang lại phúc đức cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Dân gian có câu việc thiện là kho báu quý giá nhất, vì vậy, khi gia đình có lòng tốt, phúc báo sẽ không ngừng đến. Một gia đình thịnh vượng không thể thiếu lòng nhân ái. Sự thương yêu, cảm thông và lòng từ bi luôn đi kèm với phước lành. Người có lòng tốt không chỉ giúp đỡ những người xung quanh mà còn tích lũy được công đức, mà chư Phật và Bồ Tát sẽ luôn phù hộ. Người làm điều thiện có thể chưa thấy ngay kết quả, nhưng họ sẽ tránh được họa và mọi tai ương, trong khi phúc báo sẽ đến từ những việc tốt họ làm. Họ là những người mang đến lợi ích cho cộng đồng, cho gia đình và cho chính mình. Hai là hiếu thảo, nền tảng của phúc báo. Hiếu thảo với cha mẹ là điều kiện đầu tiên để một gia đình có phúc đức. Phật dạy rằng nếu không hiếu thảo với cha mẹ, việc thờ cúng thần linh cũng vô ích. Cha mẹ là phước lành lớn nhất trong cuộc đời mỗi người, và hiếu thảo chính là cách để gia đình đó tích lũy phúc báo. Việc chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là phương tiện để thu hút phúc lành. Nếu trong gia đình có người con bất hiếu, không biết quan tâm chăm sóc cha mẹ, thì không chỉ gia đình sẽ suy tàn mà việc cầu xin phúc báo từ chư Phật, chư thần cũng sẽ vô ích. Hiếu thảo là cách nhanh nhất để nhận được sự gia hộ và phúc lành. Những người con hiếu thảo sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mọi việc sẽ thuận lợi và vận khí gia đình sẽ được cải thiện. Bởi vậy, mỗi gia đình cần nuôi dưỡng sự hiếu thảo từ thế hệ này sang thế hệ khác để bảo đảm sự hạnh phúc và thịnh vượng lâu dài. Ba là đức hạnh, sự bảo vệ của Phật và Bồ Tát. Đức hạnh là yếu tố quan trọng giúp gia đình tránh khỏi tai ương và bệnh tật. Người có đức hạnh được Phật và Bồ Tát yêu quý, và họ sẽ được bảo vệ bởi ánh sáng của đạo đức. Những người sống đạo đức sẽ tỏa ra khí chất chính nghĩa, khiến ma quái và những điều xấu xa phải tránh xa. Những gia đình có người sống đức hạnh sẽ luôn gặp may mắn, gia đình hòa thuận và thịnh vượng. Đức hạnh của một người không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua hành động. Một người sống với đạo đức luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân, làm việc thiện và không cầu công nhận. Chính những người như vậy sẽ được tôn trọng và có được sự kính trọng của cộng đồng. Sự nghiệp của họ sẽ phát triển mạnh mẽ và gia đình họ cũng sẽ ngày càng thịnh vượng. Đó là điều Phật dạy, nhà nào làm việc thiện sẽ được phước báo, còn nhà nào làm việc xấu sẽ gặp họa. Dương đức và âm đức, phúc báo không ngừng. Một yếu tố quan trọng trong việc tích lũy phúc đức là việc làm tốt mà không mong nhận được sự chú ý của người khác, đó gọi là âm đức. Người làm việc thiện mà không khoe khoang, không cầu người khác khen ngợi, là người tích lũy âm đức. Phúc báo từ âm đức sẽ lớn hơn nhiều so với dương đức, vì trời Phật sẽ thưởng cho những hành động thiện lành mà không cần sự chứng nhận của người đời. Dương đức là những hành động tốt được công khai, được người khác biết đến và khen ngợi. Mặc dù dương đức cũng có phúc báo, nhưng âm đức mới là yếu tố quan trọng nhất để giúp gia đình luôn được bình an, hạnh phúc. Những việc làm thiện nguyện vô danh, không cầu công nhận, sẽ mang lại phúc báo lâu dài và lớn lao hơn. Kết luận xây dựng phúc đức cho gia đình. Chúng ta cần bắt đầu từ chính mình để thay đổi vận mệnh. Mỗi thành viên trong gia đình cần thực hành những điều thiện, tránh làm việc ác, để tích lũy phúc đức và tạo ra một gia đình hòa thuận, thịnh vượng. Phúc báo không phải là điều gì đó khó khăn để đạt được, chỉ cần mỗi người sống tốt, có lòng hiếu thảo, đức hạnh và lòng nhân ái.
phúc lành đến từ những việc tốt, từ những cử chỉ yêu thương, từ việc giúp đỡ những người xung quanh mà không cần cầu sự đền đáp. Phật dạy rằng người có đức sẽ được che chở, gia đình họ sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Vì vậy, trong gia đình, mỗi người cần làm gương cho thế hệ sau, nuôi dưỡng lòng hiếu thảo và đức hạnh, để dòng họ được tiếp nối phúc đức, gia đình ngày càng thịnh vượng, con cháu tài giỏi thành đạt. Cái tốt sẽ luôn đơm hoa kết trái, và phúc báo sẽ mãi theo đuổi những ai sống tốt. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một thời điểm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.